là nhiều cha mẹ nhắn cho Diệu Linh hỏi chân tay miệng thì tắm ná gì. Chân tay miệng là bệnh truyền nhiễm rất là phổ biến ở trẻ nhỏ. Nay thì đang có xu hướng vào mùa trẻ bị bệnh, việc chăm sóc theo hướng dẫn có thể sử dụng một số loại lá để tắm nhanh bình phục nha. Có thể lấy lá chè xanh, trong lá chè xanh có thành phần talin, dụng làm săn niêm mạc, khô vết thương hở. Hai là có thể sử dụng lá kinh giới. Giới có tác dụng khu phong tán hàn, trị phong hàn phong nhiệt rất tốt. Kinh giới có tính kháng viêm mạnh, sát trùng, tiêu viêm, trị chứng mẩn ngứa, ban trần, nhiễm độc ngoài da rất là hiệu quả. Ba đó chính là lá diếp cá. Cá có vị chua, mùi tanh, cay nhẹ, tính hàn, tác dụng tán nhiệt, tiêu u thũng, ngoài trị ung thũng, trị vết thương lở loét. Cá thì có tính mát, có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, tiêu sưng, hiệu quả. Mang lại tác dụng tốt đối với những bọng nước ở chân tay miệng. Sử dụng như sau, chúng ta sẽ lấy một lắm diếp cá xay nhuyễn ra. Một lắm tiếp theo để chúng ta đun. Đun sôi với khoảng 1 lít nước thì đổ ra một cái thau to, loãng ra và tắm cho trẻ nha. Khi dùng chúng ta cần rửa sạch và đun sôi thật kỹ để nguội ở nhiệt độ ấm. Rửa nhẹ nhàng và kiêng gió, tuyệt đối không làm chảy xước, làm vỡ các lốt gây nhiễm trùng cho trẻ. Xong thì chúng ta sẽ lau khô cho trẻ bằng khăn bông sạch. Có các lốt mụn thì các mẹ có thể lấy thuốc tím bôi vào các lốt ở chân và tay cho nhanh khỏi nha. Các mẹ áp dụng thành công, chia sẻ video để cho mọi người cùng biết cách làm nha. Quá trình sử dụng các mẹ cần hỗ trợ gì hãy cho Diệu Linh biết, Diệu Linh sẽ hỗ trợ mọi người nha.